Rồi nha các bạn, thì đây là để cho các bạn dỡ cái đống này lên nha các bạn. Khoan, để mình dựng cái camera xuống đây. Dỡ đống lên cho các bạn xem. Có gì trong đây nghe. Trời chết chết đèn rồi, bây giờ còn vác luôn chưa tắt đèn. Dỡ cái này ra. Dỡ cái này ra. Dỡ cái này ra. Dỡ cái này ra. Chết, cái con này nó bị xì xăng rồi. Nó bị chảy một miếng xăng rồi. Đây, đây là cái con Zedit. Đây, con Zedit đây, quá trời bụi bặm. Khủng khiếp. Zedit nha các bạn. Đó. Như vậy cận cảnh các bạn xem. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ có một cái kênh riêng gì về xe nha các bạn. Thì cái kênh này sẽ làm bên du lịch, cái chuyến đi du lịch phượt tất cả các vùng miền, hay là các xe mình hay đi Campuchia lắm các bạn. Thì do tình hình dịch thì mình không có đi được thôi. Nếu mà đi mình sẽ quay nhiều video các bạn xem. Thì cả năm nay là chưa không có đi sang Cam được luôn á. Cái xe này mới về. Đó, xe này là con 202 nha. 202 xe chia đầu dẹp. Thì con này ở thị trường Việt Nam người ta không mua chuộng, nhưng mà sau này cái con tính ra rất là ngon các bạn, nó ngon mấy con sẽ đợi xì bo. Mà thấy đẹp không? Thì sau các bạn hãy đăng ký kênh của mình các bạn để theo dõi các video tiếp theo về vấn đề du lịch nè. Rồi các loại xe gắn máy, hay là mình review các sản phẩm gì các bạn, mấy sản phẩm mình mua, hay là mấy cái đồ đạo mua bên Cam gì đó, mấy cái sản phẩm mình mua trên mạng gì đó mình sẽ review cho các bạn xem luôn. Đây cái con này bạn thấy đẹp không? Toàn đồ zin không á, Việt Nam khó kiếm lắm á. Mình còn một con nữa. Rồi thôi các bạn, thì sẽ đi vào chi tiết của cái video luôn nha các bạn. Đây cái con này lâu lắm rồi các bạn, mình hôm nay đi cách ly, bây giờ mới về tới nhà đây. Hôm cách ly ở tận công ty lần, giờ mới về cái con này thì mình gỡ cái dàn áo mình dẹp rồi. Cái con này thì con hai toàn là Sachi 202 các bạn, Sachi đầu dẹp 202 nha. Đây, bụi đóng quá trời luôn. Đây con mình gỡ dẹp rồi, con này có bình luôn nha. Cái đèn còn cháy luôn nè. Nó đèn còn cháy luôn nè. Đó các bạn thấy chưa. Còn cái con đây là nguyên zin, mình gỡ cái đầu đèn mình đi sửa rồi. Mình đi làm lại cái bát chút xíu rồi. Cái con đó thì hai con đều màu xanh hết. Về giờ mình sẽ lấy cái con này ra mình rửa trước. Mình bơm lại cái. Lâu lắm rồi mới gặp lại nó. Trời lâu lắm rồi nghe tới mới nghe được tiếng xì bo nổ nha. Đây cái bồ, các bạn thấy cái bồ riêng không? Để mình dắt ra mình nổ nghe chơi coi. Đã lâu lắm rồi chưa nghe lại tiếng xì bo. Đây cái nguyên zin hết, toàn bộ zin hết. Nó dơ chút xíu rồi, để mình dắt ra mình xử lý lại coi, bụi quá. Còn đây là chiếc Zedit cái của mình nha. Vài bữa mình sẽ review cái con này coi chơi coi. Tại cái con này nó cũng lâu lắm rồi. 2005 tới nay tính ra gần 20 năm rồi các bạn. Đây viên dạng xì bo. Rồi bây giờ để mình dắt cái con này ra trước các bạn. Còn cái con này thì để vài bữa nữa sau đi. Dàn áo mình chưa lắp lại nữa, do đi ở trên công ty mới về. Rồi bụi, các bạn thấy bụi lắp đầu không? Rồi thôi để mình dắt nó ra cái coi. Rồi các bạn, thì nãy mới dắt ra sáng rồi nè. Các bạn thấy sáng chưa? Đó các bạn thấy chưa, để cái, đây là cái con xa chia của mình nha, đầu dẹp nha. Đó thế mà thấy đó, để giờ đến lại mình coi cái coi. Đây cái con này là zin các bạn, nước sơn này là có thể dặm tốt rồi, nhưng mà cái máy nó toàn là zin nguyên zin. Cái máy này trẻ rồi nhưng mà lồng lỗ các bạn, lồng lỗ nha, để mình chút xíu cho các bạn coi lồng lỗ luôn. Cái này là đúng xì cho bo 202, xì sa chi 202 nha. Cái này là sa chi các bạn, bình này còn luôn nè. Thắng dĩa toàn bộ là của cái thằng này, cái thằng thắng dĩa trước á, nó có nó xin nó đưa qua. Cái phụt là phụt zin các bạn,
mâm của thằng 203, mâm của 203 đưa qua nè. Rồi cái thắng đĩa này thật ra cái con này á, là cái đầu này 62 ID 62 một F125 là Sachi 202 F ID Indo. Đây. Các bạn nhiều cái thắc mắc cái chỗ này nè, chữ Z này nè, để mình lấy lại cho các bạn xem. Nè, cái chữ Z này thật ra cái lốc máy nó là chữ Z nha các bạn. Lốc máy là này, Z Cutler nè. Làm đây là Suzuki. Đây là lồng lỗ các bạn. Đây cái lồng lỗ đúng của nó là lồng lỗ đây. Đây các bạn xem nha. Đây lồng lỗ chỗ này nha. Đây là cái con 2 Sachi 202 á, thì mấy cái cạnh này nè. Có 4 cái góc này nè. 3 cái góc. 2 3 3 cái chân trụ tròn nè. Rồi giờ lâu lắm rồi, để giờ bình tĩnh để nạp cho các bạn đạp thử lên nha. Các bạn thấy bụi đóng không? Bụi đóng khủng khiếp không? Quá trời bụi luôn à. Đây cái lốc máy của nó còn to đùng luôn. Này có hơi sâu mũi tí nha. Tại cái xe này cũng lâu lắm rồi. Cái này có mình nghĩ là sơn tút rồi, nó đã tút lại rồi. Tút cái dàn sơn này đã sơn lại rồi. Còn cái phuộc nó vẫn là phuộc zin như các bạn. Phuộc trước phuộc zin nè. Các bạn cứ để ý nha, để mình chỉ cho các bạn xem, bảo mình chỉ một lần rồi. Các bạn thấy hai cái mục này không? Đó, hai cái mục đó đó là phuộc zin đó các bạn. Đó, cái đó đó, đó các bạn thấy không? Ngay cái chân này nè. Rồi bây giờ sẽ đạp lên cho các bạn nghe thử cái tiếng máy của nó nha. Để gắn lên cái máy ấy cái. Rồi. Đi vòng lên trước coi, vòng lên đó nè. Ừ, đó. Lâu lắm các bạn. Nó bị cái hầm nó bị cái ấy xăng nó bị hư rồi, mình phải rút lại nè. Lâu lắm rồi này, mấy tháng trời mới dính như vậy. Trời, đạp không nổi luôn. Lâu lắm rồi các bạn. Trời ơi, cái này đóng nhớt luôn rồi. Tại vì mình cách ly đó, cách ly ở trong công ty đó. Bây giờ mới về nè. Rồi, không nổi luôn. Nó bị đóng nhớt rồi. Rồi. Rồi các bạn thì đậu quá lâu các bạn, nay tầm 3-4 tháng các bạn, từ hồi cách ly là hôm tháng cuối tháng đầu tháng 5 tới tháng 9 mới về, thì đến ra làm 4 tháng. Rồi. Thì mình phải rồ máy cho xíu bạn, nhìn thấy khói không? Đó, thấy khói lông thần không? Phải rồ máy chút xíu các bạn, thì bụi bặm quá trời luôn nè. Thôi quá thì tại vì mới các bạn nhớt cái chưa bơm lại được, mình chạy một hồi cho nó nóng lên nhớt cái bơm lên mới được, thì hở nó đậu quá trời khói thơm quá. Lại đây nè, đó các bạn thì thấy khói không? Còn bộ là cái bộ các bạn nghe thấy cái bộ đã chưa? Đó, đây là cái bộ zin của nó các bạn. Thì lâu lắm không có chạy khói, các bạn thấy khói hút mì không? Thấy không? Thấy khói sao? Nghe tiếng hơi nó đã không? Để cho tức chút xíu nữa các bạn, chút xíu nữa nó sẽ ổn định lại, xích ra đi caramel. Đó. Đi một vòng coi xe các bạn, đó. Đợi ga ti các bạn thấy ngọt không? Đó. Quá ngọt luôn ha. 5 tháng rồi chưa chạy lại các bạn. Mà nó còn ngọt gì đó. Thì
cái dàn áo mình chưa có lắp vô nha, đợi bốt xong xuôi mình lắp vô. Thì cái xe này nói chung là xin hết ráo. Được cái dàn lông có nó tốt rồi các bạn. Cái nước sơn này có thể là tốt rồi. Mình còn một chiếc là bô zin toàn bộ đóng 100% luôn. Máy chưa trẻ luôn, còn con này là máy trẻ rồi. Nhưng mà còn lồng lỗ luôn nha. Rồi đợi cho nó bơ nhớt nó bơm đều cái mình đi thử một vòng coi. Chưa lên được các bạn, nhớ chưa bơm tới lên được. Nhớ còn đóng quá trời chưa có ra được. Nè lại cái ramen lại chỗ này nè. Nè các bạn thấy đồng hồ tua còn không nè, đồng hồ tua nè. Xích ra xài chứ mới thấy được. Thế các bạn thấy cái đồng hồ tua không? Đồng hồ tua nó đồng được đó nè. Đợi tí nữa các bạn, rồi xích ra xa đi. Các bạn thấy không? Đợi tí xíu thì đó, mình sẽ chạy một khúc thôi. Rồi các bạn thì một chút mình sẽ chạy thử một vòng cho các bạn xem nha. Thì tạm thời thì cho các bạn coi một vòng nữa cái đi. Đây đi coi vòng đi, cái ramen thì một vòng nữa coi. Cái đầu này là sao chia đầu dẹp nha các bạn. Đó, chết ra xa cái ramen. Đó. Còn bên đây nè, bên đây là vẫn Suzuki Color Z nha các bạn. Nè cái lốc của nó đây. Khi lâu quá là nó nổi dò nó đóng luôn nè, thấy chưa? 5 tháng rồi. Còn cái này nhiều bạn không biết là hỏi cái nhớt bơm chỗ nào, nhớt này nhớt hay thì đổ chỗ nào các bạn. Thì chỗ này là đổ xăng nha. Chỗ này sẽ đổ xăng, còn chỗ này sẽ là nhớt hay thì các bạn cứ rút lên đây như là hết nhớt luôn hay gì rồi. Còn một ấy nè, nó còn một dạch dưới đây nè. Đây là nhớt hay thì dưới đây nha các bạn. Thì các bạn tháo ra đổ vô trong đây nè. Thì hôm nay nó bị rút nhớt quá trời luôn. Còn ống nhớt nó sẽ chạy vô, nó bơm vô trong cái lồng ở trong. Cái bình ấy vẫn còn luôn. Rồi thôi, để mình sẽ chạy thử một vòng luôn. Nồi nó có bắt được. Bây giờ thì mình vừa ấy xong cái nồi rồi. Đó, các bạn thấy nhẹ. Máy tiếng máy đã không? Đây cái máy quay mới của mình nha. Rồi xong bây giờ sẽ chạy thử một đoạn nha. Đây số 1. Á lộn. Đó luôn. Rồi đó. Vô. Lâu à, 4 tháng rồi, 6 tháng rồi các bạn. Rồi xong rồi, xong cái con xe này rồi, cho nó lưu đai luôn. Rồi để cho cái con này lưu đai luôn. Đó các bạn thấy chưa, tiếng vô nổi để nghe tiếng garanti của nó cái nha. Rồi các bạn thì mình còn một con ở trong nữa. Ngày mai mình lấy ra nổ máy tiếp các bạn. Trời,
4-5 tháng không chạy nó cứng ngắc luôn các bạn, lúc nãy là đạp không chạy luôn á. Rồi thôi các bạn, thì video tới đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh để mình để xem các video tiếp theo, để ngày mai mình sẽ lấy cái con kia, cái con xe kia ra nhé các bạn. Rồi ra mình xử lý con ZX của mình luôn. Cái con ZX mình đây tới hôm nay nó cũng cứng ngắc luôn rồi á. Rồi thôi các bạn, thì video tới đây kết thúc rồi, nếu quá dài các bạn. Thì đây là cái con Sibo của mình nha. Thì cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi các video tiếp theo các bạn. Thì sau này hết dịch sẽ rất là nhiều video hay gì Sibo các bạn. Thì mình sẽ làm video gì hay gì Sibo.